các bạn Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại với các video về slide PowerPoint của mình và ngày hôm nay lấy cảm hứng từ một cái trang phim Netflix mà các bạn đã biết đến cái trang web này rồi thì đây là một trong những cái trang phim cũng khá là hấp dẫn chúng ta sẽ thiết kế ra cái phần video cái phần intro cũng như là cái giao diện của cái slide bằng chính PowerPoint của chúng ta và trước khi đến với à, phần thiết kế của các slide như thế này thì chúng ta à, sẽ tìm hiểu chúng ta sẽ có à, các hình ảnh có các hiệu ứng như thế nào để có thể kết hợp để tạo ra các phần chuyển động à, thu hút và hấp dẫn giống như cái video mà các bạn vừa xem vậy thì trước khi bắt đầu đến với việc thiết kế các slide về powerpoint ngày hôm nay thì à, mình xin giới thiệu với tất cả các bạn một cái À, kênh youtube mới mà mình sẽ chuẩn bị phát hành và xây dựng tất cả các video về design về xây dựng thương hiệu về à, đồ họa về xu hướng về truyền thông thì các bạn có thể đăng ký và ủng hộ cho kênh future school mà mình sắp tới đây mình cũng sẽ phát hành và bên cạnh cái việc mà mình sẽ thường xuyên xuất bản các video về slide powerpoint thì mình cũng sẽ xuất bản các video nó có rất nhiều các chủ đề vô cùng thú vị và đặc sắc đặc biệt là cho tất cả những người đang chuẩn bị thay đổi bản thân bằng à, những video ở trên kênh future school nhé thì các bạn hãy đăng ký vào đây để à, theo dõi và ủng hộ cho mình nha. ok bây giờ chúng ta sẽ Bắt đầu với việc chúng ta sẽ thiết kế các slide như thế này. Thì khi mà chúng ta nhìn vào các slide mà mình đã tạo ra ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ chuẩn bị các hình ảnh, chuẩn bị các nội dung để chúng ta thiết kế ở đây. Thì với cái việc mà chúng ta sẽ tạo ra các logo cũng như các hình ảnh thì các bạn sẽ tìm kiếm ở trên cái trang Google. Đây, chúng ta có thể thử nhá. Các bạn sẽ tìm kiếm hình ảnh bằng cách là chúng ta sẽ bấm Netflix thì các bạn sẽ thấy rằng là đây là một cái trang web mà chúng ta sẽ có thể xem phim trực tuyến ở trên này Đấy, các bạn sẽ bấm vào phần hình ảnh Đấy, thì ở trên này thì chúng ta sẽ có rất nhiều các hình ảnh liên quan đến Netflix và với cái ý tưởng để chúng ta tạo ra một vài cái slide nó hấp dẫn và nó thú vị hơn rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy các hình ảnh này như thế nào các option này các user này như thế nào thì ở uh, đây thì các bạn có thể đánh vào tìm kiếm phần Netflix user đây nó sẽ có rất nhiều các hình ảnh này về thì các bạn sẽ sử dụng công cụ crop để chúng ta sẽ cắt để lấy các hình ảnh này và phần lấy hình ảnh này thì thì Dương sẽ không giới thiệu với tất cả các bạn nữa chúng ta có thể tìm kiếm và tự à, tải các hình ảnh về để phù hợp với từng chủ đề của các bạn nhé thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra cái logo đầu tiên của Netflix và thiết kế cái các slide này nào bây giờ chúng ta sẽ bấm vào phần 5 tạo ra một cái new slide mới trong tất cả các slide này thì các bạn sẽ đổ cho thầy Dương cái phần màu đen bấm chuột phải chọn phần format background sau đấy chúng ta chọn phần solid fill và chọn phần màu đen apply to all là chúng ta sẽ chấp nhận tất cả các slide đây thì nó sẽ đều màu đen các bạn nhé rồi tiếp tục chúng ta sẽ có cái phần chữ Netflix ở đây thì các bạn sẽ tạo như thế nào shape tạo ra một cái text box và các bạn sẽ đổ màu đỏ nhé Netflix. Đây, các bạn sẽ cho lớn lên. À, có thể là các bạn sẽ đổ cho nó cái phần chữ viết hoa. Và về phần phông chữ thì chúng ta hoàn toàn có rất nhiều các định dạng về phông chữ để các bạn có thể lấy à các phông chữ này. Đây, chúng ta sẽ chọn là SVG và phông chữ này thì thì Dương sẽ sử dụng cái phông này đi. Đấy căn giữa, cho nhỏ lại một chút. Bây giờ thì các bạn sẽ thấy rằng là ở trên cái cái mép ở phía trên này thì chúng ta sẽ à, tạo ra đến cái phần đường cong của cái chữ này, đúng không ạ? Cho nhỏ lại một xíu nữa. Rồi, các bạn sẽ bấm vào phần uh, shape format ở trong phần text effects thì chúng ta sẽ chọn phần transform và đây nó sẽ có một cái tính năng À, rất là tuyệt vời để giúp cho chúng ta có thể tạo ra cái đường cong của các text box này. Các bạn sẽ kéo xuống một chút, đúng chưa? Có cái chấm điểm vàng này thì các bạn kéo xuống. Thì như vậy là chúng ta đã có một cái logo rất là nhanh chóng của Netflix rồi. Đấy thì với các nội dung này thì chúng ta chỉ cần là đưa lên phía trên thôi, đúng không? Và với cái việc mà các bạn muốn to nhỏ cái size này, thì ngay từ ban đầu thì chúng ta phải xác định xem là cái ô của cái text box này nó to nhỏ như thế nào để chúng ta phù hợp với cái vị trí ở trên này. Đấy, các bạn phải đưa lên. Rồi, bây giờ khi mà chúng ta cảm thấy ưng ý cái text box, cái hộp text box này rồi thì chúng ta mới đến cái việc là các bạn sẽ thay đổi cái phần độ độ cong của nó nhá. Đây, các bạn sẽ kéo cái này xuống Đấy, thì các bạn sẽ kéo cái đường này cho nó thẳng Thì cái chữ của chúng ta nó đỡ bị nghiêng và bị vênh các bạn nhé Ok Và bây giờ chúng ta sau khi tạo xong cái này rồi Thì bây giờ các bạn sẽ đến với các à, tiêu đề tiếp theo Home, New Movie, My List, Shirt và Your Text Ví dụ như ở đây là phần đăng nhập hoặc là phần Login Đấy thì các bạn sẽ um, sử dụng các Text Box Đây tạo ra các Text Box Đồ màu trắng Home, cần d, new movie, rồi tiếp tục, my list, thì các nội dung này thì các bạn sẽ tạo ra nó cũng khá là đơn giản thôi. Chính vì vậy mà ở đây thì chúng ta sẽ tạo nhanh nhá phần short, rồi tiếp tục. Bên này có thể là các bạn sẽ tạo ra phần đăng nhập hoặc là cái phần uh, login. Đúng không nào? Đấy. Rồi, sau khi mà chúng ta tạo xong thì bây giờ các bạn sẽ tạo thêm một vài cái icon về phần search. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ tìm kiếm uh, cái phần icon. À, nếu như các bạn uh, không có cái icon ở trên trình cái PowerPoint thì chúng ta có thể tìm kiếm ở trên uh, Google về cái phần icon này. Hoặc là các bạn sẽ tìm kiếm ngay trên chính cái uh, kênh Youtube này thì Thầy Dương đã để cho các bạn hơn 1000 các icon để các bạn có thể tìm kiếm được. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ tìm kiếm là short này. Đây, ví dụ như một cái kính lúp này đi, đúng không nào? Bấm vào insert. Đổ màu trắng cho nhỏ lại. Rồi, di chuyển lên phía trên. Đấy. Thì tiếp tục cái phần login thì ở bên này thì các bạn sẽ có một cái tam giác chạy xuống như này. các bạn sẽ điều chỉnh nhé. Rồi, tiếp tục vẽ ra một phần tam giác đây. Các bạn sẽ xoay cái tam giác này. Đổ màu trắng. Tắt phần shape online. Và có thể là cho cái tam giác này nó nhỏ lại một chút nữa. đấy như vậy chúng ta đã có cái nội dung ở trên này và tiếp tục đến với các nội dung ở phía sau đây ví dụ như là who watching và các option các à, hình ảnh ở đây thì chúng ta sẽ có cái nội dung các text box này nhá đầu tiên thì thì dương sẽ thêm các hình ảnh thì hình ảnh như thế dương đã à, có thể là tải à, sẵn về máy tính rồi cho nên là à, sẽ sử dụng các hình ảnh sẵn ở đây Đây các hình ảnh này, các icon này. Rồi các bạn sẽ đưa ra, chúng ta sẽ điều chỉnh cái này. Ok, như vậy là chúng ta đã có bốn cái hình ảnh cho bốn cái user tùy chọn ở đây Và tiếp tục chúng ta sẽ tạo ra một cái text box ở phía dưới thì trong cái text box này thì các bạn sẽ viết vào đây là chữ um, đây, chúng ta sẽ có nội dung này. Who's watching? Hoặc là nó giống như cái tiêu đề của các bạn ấy, đúng không ạ? Thì các bạn hoàn toàn có thể là à, tìm kiếm các nội dung và các topic của các bạn. Rồi, cho lớn lên. Đấy, tiếp tục ở phía dưới này thì chúng ta sẽ tạo ra các user một giữa kéo sang đây user 2, user 3 user 4. Đây, cái này là user 4, cái này là 3 và cái này là hai ok đấy sau khi mà chúng ta đã xong thì ở phía dưới thì các bạn sẽ tạo thêm một cái 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 text box như thế này cái hình khối và cái hình khối này các bạn sẽ đổ phần shape fill no fill trong phần shape online thì chúng ta sẽ đổ màu trắng nhé đấy thì có thể là ở trong này nó mỏng quá thì các bạn sẽ cho nó dày lên một chút rồi ở trong cái phần text box này các bạn sẽ bấm chuột phải chọn phần exist text và chúng ta sẽ nhập chữ vào đây. Đấy, các bạn sẽ chọn là next present Rồi, cho nó lớn lên một chút nữa. Đấy, thì về cái phần nội dung các bạn hoàn toàn có thể là tạo tùy biến các bạn nhé Các bạn hoàn toàn có thể tạo tùy biến Ở đây thì chúng ta có thể cho cái khoảng cách của các chữ này nó giãn ra một chút thì trông nó sẽ hay hơn Đúng nào Ok Đấy, Như vậy là chúng ta đã tạo ra một cái slide đầu tiên Và tiếp tục đến với slide thứ hai Đây Các bạn đã tạo ra cái slide thứ hai Thì cái slide này thì chúng ta sẽ tạo các text box và các hình ảnh đầu tiên thì với cái slide thứ hai này thì các bạn sẽ tạo ra đây cái phần hôm này thì chúng ta sẽ kéo nó xuống đúng không nào các bạn sẽ chỉ cần copy thôi và tiếp tục chèn vào đây các bạn sẽ chèn vào đây một cái hình ảnh nền và các text box cũng như là các hình khối ở đây đúng chưa nào ở dưới này thì các bạn sẽ tạo ra một vài cái hình ảnh về các bộ phim khác và có thể là chúng ta sẽ uh, insert vào đây các thông tin của các bộ phim này. Nào bây giờ chúng ta sẽ uh, insert vào nha. Insert picture. Đây, cái hình ảnh. Vậy thì hình ảnh này thì các bạn sẽ lấy ở đâu? Các bạn có thể insert uh, tìm kiếm ngoài Google. Đây, ngoài Google ví dụ như là uh, vũ trụ chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ có các hình ảnh đây nó liên quan đến các uh, kiểu này các bạn này. Các bạn thấy không ạ? Đấy thì các bạn hoàn toàn có thể lấy các kiểu hình ảnh này về Được chưa nào? Rồi, sau đấy thì ở đây thì thầy Dương sẽ copy cái phần text box này cho nhanh các bạn nhé Đây, copy Cần chân C để copy và cần chân V để chúng ta sẽ dán vào Và tiếp tục đến với hai cái phần này Hình khối này thì các bạn sẽ tạo ra thôi Rất đơn giản, chọn phần shape Vẽ ra một hình bo góc ở đây Đấy, bò góc lại một chút rồi cái này thì chúng ta sẽ đổ màu đỏ bấm vào phần shape outline để tắt phần nó outline trong này thì các bạn có thể tạo thêm một cái text box đây thì thường sẽ tạo thêm một cái text box để chúng ta sẽ viết chữ vào đây resume đổ màu trắng các bạn sẽ đưa vào và tiếp tục ở bên cái góc này thì các bạn sẽ tạo ra một cái tam giác Đấy, giữ phím shift để vẽ tam giác nhé. Ok, quay xuống, giữ phím shift để quay. đồ màu trắng, shape outline, tắt phần no outline. Rồi, có thể là cái này chúng ta sẽ cho nhỏ lại một chút. Các bạn muốn phóng lớn và thu nhỏ thì chúng ta sẽ có cái vị giữ phím cần để chúng ta làm. Rồi tiếp tục nhân bản cái này cần chôn d để chúng ta sẽ nhân bản ra cái thứ hai và cái thứ hai này thì các bạn sẽ đổ màu đây nó sẽ màu xám hơn một chút và có chữ dấu cộng và chữ my list à, cái này thì chúng ta sẽ quay nó theo cái chiều chiều này rồi bỏ cái này đi my list Tiếp tục, ở bên này chúng ta sẽ gõ vào đây một cái dấu cộng. Thì cái dấu cộng này các bạn có thể cho lớn lên một chút cũng được. Đấy còn không ấy. Còn không thì chúng ta có thể tạo ra một cái text box thứ hai và các bạn gõ vào đây dấu cộng này. Đúng không ạ? Thì đấy là tùy vào cái cách trang trí của chúng ta để các bạn sẽ xử lý cho nó phù hợp. Rồi, cái này các bạn sẽ đưa lên. Đấy. Ok, và sau khi mà chúng ta đã có các nội dung như thế này rồi thì các bạn nhớ là à, chúng ta hãy group nó lại nhé Đây, các bạn sẽ group nó lại này, Ctrl G, tiếp tục quét, Ctrl G Đấy, và cái hình khối này, bây giờ chúng ta sẽ đổ cho nó một cái màu xám Đây, các bạn có thể chọn cái màu tối tối đi một chút Rồi cho hai cái phần text box này của chúng ta nó sẽ in đậm lên My list bấm chữ B để in đậm và chữ này các bạn cũng sẽ in đậm lên Đấy thì nó sẽ rõ ràng hơn đúng không nào Và tiếp tục ở đây thì thầy Dương sẽ bấm lưu lại nhé Trong tháng 5 Phần demo Ok Save Rồi và các bạn sẽ quan sát tiếp tục ở bên này Thì chúng ta sẽ có cái phần là Các phần option Và trước khi đến với các option thì chúng ta sẽ có một cái Hình khối ở phía dưới chất này Đúng ạ Thì nó sẽ làm cho cái độ mờ của chúng ta Và các hình ảnh Nội dung của chúng ta ở phía dưới nó sẽ hay hơn Nó sẽ nổi bật hơn Shape fill Đổ màu trắng Bấm vào phần shape outline để tắt phần no outline và ở trong này thì các bạn sẽ bấm vào phần Transition để chúng ta sẽ giảm cái phần Transparency của nó lên. Đây các bạn có thể tăng lên là 75. Được rồi. Ok. Và tiếp tục các bạn sẽ tạo ra các text box và các hình ảnh. Đây thì Dương sẽ bấm vào phần This Device để chúng ta sẽ đưa các poster này vào. Và các poster này nó chính là các poster phim các bạn nhé. Đấy thì các bạn có thể là tìm kiếm ở trên Google để chúng ta sẽ đưa vào đây đúng không ạ rồi cái nội dung ở bên này thì có lẽ là thầy Dương sẽ copy được không ạ thì chúng ta cũng có thể copy sang hoặc là chúng ta có thể tạo ngay ở đây thôi nhân bản lên một cái text box và chúng ta sẽ tạo ra cái phần có thể là phim 1 đấy rồi ở nội dung ở phía dưới thì các bạn sẽ tạo ra một thêm một cái nội dung ở phía này thôi. bằng lorem. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là với cái nội dung ở đây thì thầy Dương đang tạo ra nó với một cái nội dung demo các bạn nhá. Đây nó chỉ là một cái demo thôi. Cho nên là các bạn sẽ ứng dụng các nội dung này để chúng ta tạo ra các à, uh, chủ đề Đây, tiếp tục phim 3 Quét toàn bộ các nội dung này Chọn phần Shape Format và Align Chọn Align Top Đấy, chúng ta sẽ căn chỉnh nó Ở đây là phim số 2 Các bạn sẽ đánh phim 2 Phim số 3 Rồi Như vậy là chúng ta đã có cái slide đầu tiên Và đây là slide số 2 Ok, khi nãy là chúng ta đang copy Cái textbox này cho nên nó đang có Cái hiệu ứng các bạn ạ Chúng ta sẽ bấm vào phần animation để chúng ta xóa Cái hiệu ứng này đi nhé Các bạn xóa toàn bộ các hiệu ứng này đi Thì lát nữa chúng ta sẽ đổ Các hiệu ứng này sau Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục Đến với cái slide số 3 Chọn phần home, chọn new slide và slide số 3 Được chưa nào và với các slide này thì các bạn cũng sẽ tương tự thôi. Đây, cái slide số 3 này thì nó chỉ à, khó hơn một chút, đây là chúng ta sẽ sử dụng cái hình ảnh này. Được chưa nào? Đây, các bạn sẽ bấm vào phần insert, chọn phần picture this device và các bạn sẽ insert cái hình ảnh này vào. Và cái hình ảnh này thì chúng ta sẽ có một cái vấn đề đấy là nó sẽ bị màu đen ở cái góc này. Chúng ta sẽ làm thế nào để có thể tạo được? Các bạn sẽ vẽ ra cho thầy Dương một cái hình khối ở đây và chúng ta bấm vào phần shape fill đổ màu đen. Bấm vào phần shape outline để tắt phần no outline. Và tiếp tục ở trong cái phần format shape này thì các bạn sẽ điều chỉnh như sau này. Chúng ta sẽ có phần gradient fill. Ở trong này thì các bạn sẽ có một cái nhiệm vụ đấy là chúng ta sẽ đổ cái hình khối của chúng ta ở đây. Đây các bạn sẽ chọn là phần màu đen này. Rồi cái phần cái góc ở bên này thì chúng ta sẽ cái phần transparency này thì các bạn sẽ tăng lên để cho nó sẽ giảm cái độ mờ đi và nó sẽ sáng lên đúng không ạ đấy phần gradient stop các bạn sẽ đặt cái thông số như thế này nhá ok rồi tiếp tục các nội dung của nó thì ở đây thì dương sẽ copy nó sang đấy chúng ta chỉ cần copy thôi đúng không copy nó giống như cái nội dung ở phía trên này của chúng ta làm thôi đúng không ạ đấy các bạn sẽ copy vào ở đây thì tiếp tục thì Dương sẽ xóa cái phần animation của nó đi nhá. Rồi, ok, cái phần hit ở phía trên thì chúng ta sẽ đây. Chúng ta sẽ copy và chúng ta sẽ dán vào đây. Đây các bạn thấy không ạ? Chúng ta sẽ dán vào. Và có thể nếu như cái trường hợp mà các bạn tạo ra các cái list này thì chúng ta sẽ căn chỉnh nó một chút để tránh cái tình trạng là nó bị lệch nhé. Và tiếp tục khi mà các bạn đã tạo ra được như thế này rồi, đây chúng ta sẽ kiểm tra lại xem nó đã bằng chưa. Rồi bằng rồi các bạn. Thì có thể là chúng ta sẽ tạo ra đây một cái nền màu đen ở phía trên này. Rồi đổ màu đen, shape outline để tắt phần nó outline. Đấy và chúng ta sẽ cho các chữ này nó nằm ở phía trên Được chưa nào Rồi bây giờ xong khi đã xong cái slide số 3 Tiếp tục đến với slide số 4 Thì cái slide số 4 này Nó cũng rất là đơn giản Cái slide số 4 này thì các bạn cũng sẽ thêm vào đây một hình ảnh Các text box này Đúng không ạ Và ở đây nó sẽ có một cái phần play, ở đây Nó sẽ chạy cái này thì chúng ta sẽ tự thiết kế ra thôi Vậy thì ở đây thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn Chúng ta sẽ thiết kế cái này nhé Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế như sau này À, các bạn sẽ bấm vào phần shape để chúng ta sẽ vẽ ra một cái Đây, một cái hình như thế này, hình khối. Và trong cái hình khối này thì các bạn có thể là chọn phần shape fill hoặc là đổ cái màu nó nó xám hơn một chút. Đấy, tắt phần shape outline. Bây giờ trong này thì các bạn sẽ vẽ ra một cái đường đổ màu. Shape outline. Đấy, chúng ta sẽ có cái nhóm này Tiếp tục này Ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái phần tua Có 10 giây và cái nút dừng HD và cái dấu à, Full màn hình đúng không ạ Thì bây giờ các bạn sẽ tạo ra à, hai cái hình vuông Đây, chúng ta sẽ tạo ra hai cái hình chữ nhật này Đổ màu trắng Bấm vào phần Shape Online Rồi, cần chuẩn D sau khi chúng ta đã có ở đây thì các bạn sẽ sử dụng một cái tính năng, một cái shape ở đây. Đây chúng ta sẽ sử dụng cái này. Các bạn sẽ vẽ ra. Giữ phím ship để vẽ và chúng ta bấm vào cái chấm vàng để chúng ta quay. Các bạn thấy không ạ? Như vậy là chúng ta đã có một cái nút quay như thế này. Đấy, và với cái việc mà các bạn quay như thế này chúng ta hoàn toàn có thể lật ngược lại để chúng ta sẽ có cho mình một cái nút play khá là ấn tượng như thế này và cái việc tiếp theo thì các bạn chỉ cần là gõ vào đây số bao nhiêu giây 10 giây chẳng hạn đấy thì chúng sẽ gõ 10 giây các bạn nhé cho lớn lên một chút rồi đổ màu trắng cho in đậm lên chưa nào đấy như vậy chúng ta đã có khá về khá là bắt mắt rồi và tiếp tục ở phía bên này thì các bạn có thể là tạo ra một cái uh, nền màu trắng đây chúng ta sẽ nhân bản cần chôn D cái nền này thì các bạn sẽ đổ màu trắng này và cái ở phía sau thì chúng ta sẽ có màu đỏ đây rồi đấy thì các bạn có thể bấm vào phần này để chúng ta sẽ cho nó ngắn lại rồi đưa lên phía trên Ok Và tiếp tục ở cái đoạn này thì các bạn chỉ cần vẽ ra một hình tròn Chúng ta sẽ tạo ra một cái điểm dừng ở đây Đồ màu trắng Được chưa nào Rồi Bên này các bạn sẽ có cái chữ HD Đây chúng ta sẽ tạo ra một cái hình khối Bò góc như thế này Tiếp tục ở trong này thì các bạn bấm vào phần text box hoặc là chúng ta bấm chuột phải chọn phần edit text chọn chữ HD cho nhỏ lại home rồi in đậm lên đổ màu trắng và trong cái hình khối này thì các bạn đổ màu trắng nhé đây phần shape format chọn màu trắng này tắt phần shape online và cái chữ của chúng ta sẽ đổ màu đen đó các bạn thấy không ạ đây chữ HD này có thể là các bạn sẽ cho lớn lên hoặc là cái trường hợp mà chúng ta muốn cho lớn lên nó bị giãn uh, như thế này thì các bạn có thể là chúng ta tạo ra một cái text box thôi. Đây, chúng ta sẽ vẽ ra một cái text box. Và gõ chữ HD vào. Đưa nó vào đây. Được chưa nào? Và tiếp tục ở cái phần bên cùng, các bạn sẽ tạo ra một cái cái nút full màn hình. Đây nó chính là cái này. Nó sẽ có tất cả các công cụ và chắc chắn rằng là khi mà chúng ta sử dụng slide PowerPoint chúng ta chưa bao giờ sử dụng đến các tính năng đặc biệt này. Đấy, các bạn thấy không ạ? Nó sẽ có các nhóm công cụ ở đây. Đấy, và chúng ta sẽ xoay nó. Các bạn sẽ xoay Ok, và các bạn sẽ đưa lên phía trên. Bây giờ chúng ta sẽ đổ màu shape fill và tắt phần shape outline. Đấy như vậy là chúng ta đã có một cái thanh playback như thế này. Group lại. Các bạn thấy không ạ? Nó rất là nhanh và hiệu quả. Vậy thì cái slide tiếp theo này thì các bạn sẽ tự tạo. Được chưa nào? Nó sẽ chúng ta sẽ tự tạo thôi. Ở đây nó sẽ có các hình khối, có các text box và có dấu cộng. Đấy, và tương tự thôi. Ok, bây giờ thì thầy Dương với cái việc tạo như thế này thì thế Dương sẽ hướng dẫn các bạn để có thể là chúng ta sẽ đổ một vài cái hiệu ứng cho ba cái slide này nhé Và sau đấy với các slide khác thì các bạn sẽ hoàn toàn tạo tương tự Và với cái file này, file PowerPoint này thì Dương sẽ để nó ở phần mô tả để các bạn có thể tải về và chúng ta sẽ sử dụng cái phần file này hoàn toàn miễn phí Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đổ màu như sau à, Các bạn sẽ đổ hiệu ứng này Netflix thì chúng ta sẽ bấm vào phần animation chọn flying đấy chọn cái phần hiệu ứng này from right with favorite mở cái bảng animation pane lên để chúng ta sẽ điều chỉnh nó nhé ok tăng cái này lên 1.25 và tương tự thôi các bạn sẽ copy cho tất cả các cái dòng chữ ở phía sau Ok, cái nhóm này thì chúng ta sẽ group nó lại. Rồi, đổ lại hiệu ứng cho nó. Đấy, thì sau khi mà chúng ta đã thấy được cái hiệu ứng này thì các bạn sẽ thấy nó xuất hiện ở phía trong ra đúng không ạ? Đấy, và với cái việc mà các bạn sẽ muốn cho nó tránh cái tình trạng nó va chạm nhau thì các bạn sẽ thay đổi cái thông số ở đây. Phần delay này, 20, 30 Tiếp tục 40 Và cái này Nó sẽ là 50 Ok Kiểm tra kết quả Đấy các bạn thấy không ạ Nó sẽ chạy như vậy Rồi khá là mượt Bây giờ đối với cái chữ Who's watching này Thì các bạn sẽ bấm vào phần à, Float in hoặc là Wipe chọn cái phần effect option left nó sẽ chạy từ trái qua phải chọn phần width first và cái phần delay này chúng ta sẽ chạy sau của tất cả các nhóm ở phía trên và tiếp tục đối với các nhóm này các bạn sẽ chọn là fly in chọn hướng chuyển động là phần from right nó sẽ chạy từ bên phải vào đấy chọn width first cái này thì chúng ta sẽ cho nó ở phía sau một chút nhé và trong này thì các bạn sẽ điều chỉnh cái phần brown N này lên Ok. Kiểm tra lại kết quả này, đấy nó xuất hiện. Và trong cái phần duration thì các bạn sẽ tăng lên 1.25. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục copy cho các hình ảnh còn lại. Đấy, kiểm tra lại kết quả một lần nữa. Đấy, các bạn thấy không ạ? Và tiếp tục ở trong mỗi cái phần này thì các bạn sẽ tăng cái phần thời gian này lên 35. 45. Cái này thì là nó sẽ là 55 Rồi sau khi mà nó xuất hiện thì tất cả các user này thì các bạn sẽ cho nó xuất hiện cùng lúc lên Đây các bạn sẽ chọn là float in Đúng không ạ? Hoặc là chúng ta sẽ chọn paste hoặc là wipe Đấy nó sẽ như vậy Rồi cho nó ở xuất hiện ở phía sau Chọn with Fever. Nó sẽ xuất hiện ở phía sau này Đến với cái phần hình khối này thì chúng ta sẽ lựa chọn cho nó một cái hiệu ứng Zoom nó sẽ phóng lên with fever. các bạn cho nó nằm ở phía sau kiểm tra kết quả cho slide đầu tiên yes đấy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với cái slide số 2 nhá và tiếp tục đến với slide số 2 thì các bạn sẽ xóa bỏ cái phần này đi để chúng ta sẽ copy cho nó cái 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 phần banner cái menu ở phía trên này mà chúng ta đã đổi hiệu ứng rồi được chưa nào và các bạn sẽ thấy là cái hình ảnh này thì chúng ta sẽ cho nó có một cái độ phóng của hình ảnh Bằng cách là các bạn bấm vào phần Animation Và chọn phần à, Grow swing Đấy, chọn With Favorite Mở cái Animation pin của chúng ta ra Bây giờ ở trong này thì các bạn sẽ chọn cái phần Size 120 Và bấm vào phần auto 2 để cái việc lặp đi lặp lại của cái slide của chúng ta nó sẽ được mềm mại hơn Và phần Timing thì các bạn sẽ chọn Repeat chọn ba lần. Ok. Các bạn thấy không ạ? Thì như vậy là cái hình ảnh của chúng ta nó sẽ phóng như thế này. Và các bạn muốn chậm cái phần chuyển động của hình ảnh thì các bạn sẽ tăng cái phần này lên duration này. Đấy thì nó sẽ chuyển động cho chúng ta thôi. Được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với việc là đổ cho nó cái hiệu ứng của các text box này. Thì cái hiệu ứng này thì các bạn sẽ tùy chọn về cái phương án đổi hiệu ứng thôi. Ở đây thì chúng ta không phải bắt buộc là các bạn phải giống Với cái phần hướng dẫn mà thì Dương đang tạo ở đây Đúng không ạ? Tùy các bạn thôi Chúng ta làm thế nào để cảm thấy nó phù hợp Và sở thích của mình thôi Đấy Chúng ta hãy cố gắng để có thể biến tấu được nó nhiều hơn Rồi, cái này, copy Tiếp tục đối với phần uh, Hai cái hình khối này thì các bạn sẽ chọn là room Chọn with favorite nó sẽ nằm ở phía sau một chút Copy hiệu ứng Dán cho phần My List Rồi, các bạn cũng sẽ cho nó nằm ở phía sau Đây, kiểm tra kết quả một chút à, Các bạn thấy không ạ Thì trong ngày slide của chúng ta nó sẽ chuyển động Nó giống như một cái Cái website động, khá là hấp dẫn Tiếp tục đối với các nhóm này Đây, chọn Wipe Hoặc là Flood In Đấy, nó sẽ chuyển động như vậy With previous cho nó chạy ở phía sau Và điền với các nhóm này thì các bạn sẽ group nó lại nhé Đây các bạn sẽ group nó lại Để chúng ta sẽ đổ hiệu ứng cho nó cùng lúc luôn Rồi chọn fly in Chọn hướng chuyển động từ phải qua With Fivius nằm ở phía sau Rồi đổ hiệu ứng cho hai cái poster còn lại Đây các bạn sẽ xem kết quả này Yes Trong cái slide của chúng ta nó khá là mượt đấy chứ Đúng không các bạn Rồi tiếp tục sau khi xong đến với cái này Cái này thì nó cũng rất là đơn giản Các bạn cái điều quan trọng là chúng ta sẽ đổ được cái hiệu ứng cho cái menu ở phía trên này rồi Thì các bạn sẽ copy nó thôi Đây chúng ta cần chôn C và cần chôn V Thì nó sẽ nhanh hơn nhiều Ở trong này thì chúng ta sẽ đổ cái hiệu ứng cho cái phần hình ảnh này về phần hình ảnh thì chúng ta sẽ chọn là wipe Đấy và cái hướng chuyển động của nó là From left Nó chạy qua Các bạn thấy không ạ? Chọn with previous nhé Cái này thì chúng ta sẽ xuất hiện Cùng lúc Và tiếp tục đối với các text box này Thì có thể là các bạn Sẽ đổ các hiệu ứng giống như ở trên này Chúng ta sẽ chọn wipe Đây à, Thầy Dương sẽ chọn cái này Tất cả các nhóm này thì chúng ta chọn wipe Chọn hướng chuyển động Rồi With Đấy, cho nên là với mỗi cái hiệu ứng Mà chúng ta hoàn toàn có thể là tự lựa chọn cho mình Các nhóm hiệu ứng khác nhau Và tránh cái tình trạng là Các hiệu ứng này nó bị uh, trồng chéo lên nhau ấy, Thì các bạn phải nắm rõ Về cái nguyên tắc để chúng ta sẽ điều chỉnh Các nhóm hiệu ứng này Được chưa nào Copy my list Cho nó nằm ở phía sau Đây kiểm tra Đấy và cái phần hình ảnh này Thì các bạn uh, sẽ cho nó chạy Ở phía sau một chút nha tăng cái thời gian này lên một ok đấy thì nó sẽ mượt mà hơn rồi và đến với cái slide cuối cùng thì các bạn sẽ thiết kế theo cái phần thông tin mà thế dương đã tạo ra ở đây đúng không và tiếp tục có một cái slide cuối cùng ở đây nữa đấy thì với các nhóm hiệu ứng này thì các bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra các phần chuyển động cũng như là chúng ta sẽ tạo ra cái phần hiệu ứng cho từng cái đối tượng Vậy thì ở trong này thì chúng ta khi mà mỗi lần chúng ta chuyển trang thì chúng ta sẽ có cái phần transition này nữa. Các bạn có thể chọn transition này. Đây, một cái transition mà chúng ta sẽ dùng nó ở trong cái bài tập này. Đấy là các bạn sẽ bấm vào phần uh, push nó sẽ đẩy lên. Và tiếp tục đến với cái transition thứ hai. Thì các bạn sẽ có một cái nhóm hiệu ứng nữa, đấy là split. Đấy, ở trong này thì các bạn sẽ chọn là Horizontal Out Đấy, đây, kiểm tra kết quả này Đây là slide đầu tiên của chúng ta Và tiếp tục đến với slide số 2 Thì nó sẽ chuyển động lên, đúng không nào? Đấy, thì các bạn sẽ hoàn toàn tùy chỉnh các nội dung nhé Và sau khi à, chúng ta hoàn thành xong slide số 2 rồi Thì nó sẽ có slide số 3 Ok, rất là bắt mắt Rồi, và với cái cách làm này thì chúng ta có thể biến tấu ra rất nhiều các chủ đề, rất nhiều các nội dung. Và các bạn hãy cố gắng để chúng ta thực hành các bài tập này. Và nếu các bạn muốn thực hành các nội dung về chuyên sâu về motion graphic cũng như là kết hợp nhiều các hiệu ứng với nhau thì chúng ta hãy tìm hiểu và chúng ta đăng ký chương trình motion graphic gồm 60 video cực kỳ tuyệt vời do chính thầy Dương đã biên tập với một cái lộ trình đặc biệt và sẽ dành cho rất nhiều người cảm thấy thích thú với chương trình slide PowerPoint. OK, chúng ta cảm thấy video này hấp dẫn, hữu ích, hãy like, share và subscribe kênh để theo dõi nhiều các video mới nhất của thầy Dương này nhé. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần tiếp theo.